Tại đây thì có thể dễ dàng thấy rằng là về kích thước ở trên phiên bản 965 sẽ to hơn một chút so với phiên bản 955. Cụ thể là với kích thước là 47,1mm nhé. Còn chúng ta có thể thấy 47,1mm nhé. Đây. Khi mà chúng ta đặt cạnh ở trên phiên bản 965 và 955 thì dễ dàng thấy rằng là có một chút sự thay đổi ở đây khi mà kích thước ở trên phiên bản 965 sẽ to hơn một chút, cụ thể là sẽ là 47,1mm. Phần vật liệu cấu thành vẫn được làm chủ yếu bằng chất liệu nhựa polymer cốt sợi mà thôi. Đây là vật liệu khá là truyền thống đến như những sản phẩm của Frontrunner. Tuy nhiên thì có một sự thay đổi ở đây, đó chính là ở trên chiếc đồng hồ Frontrunner 965 sẽ được trang bị thêm một cái viền benzen được làm bằng chất liệu titanium. Một chất liệu này thì nó sẽ mang lại một cái nhìn trông nó sang trọng hơn, bắt mắt hơn và thu hút hơn ở trên chiếc đồng hồ Frontrunner 965 khi mà so sánh với các phiên bản tiền nhiệm khác nhé. Về phần dây đeo thì đây vẫn sẽ là dạng dây đeo silicone mà thôi. Tuy nhiên thì nó cũng giống như ở trên phiên bản 265, đó chính là nó được trang bị thêm hai tông màu. Như bạn thấy là cái tông màu phía bên trong và tông màu phía bên ngoài của chiếc dây này nó sẽ có một sự khác biệt. Và cái trải nghiệm của mình cảm nhận ấy thì mình thấy rằng là cái chất liệu dây này nó sẽ mềm hơn so với những loại dây silicone khác mà mình đã từng trải nghiệm trên chiếc đồng hồ Frontrunner nhá. Một sự nâng cấp khác biệt nữa nằm ở cái phần đó chính là về phần màn hình. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị một màn hình cảm ứng với độ phân giải khá là cao, hiển thị rõ thông tin và đi kèm với tính năng gọi là luôn luôn sáng để giúp các bạn nổi bật ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cụ thể về phần kích thước của màn hình thì ở trên phiên bản 965 sẽ có kích thước là 1,4 inch với độ phân giải là 454x454 pixel. Nó sẽ mang lại hình ảnh vô cùng sống động, sắc nét và hiển thị rõ ở trong nhiều điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau, như là ở trong môi trường thiếu ánh sáng hay là ngoài trời nắng đi chăng nữa. Về phần điều khiển thì đây không phải là quá mới khi mà so sánh với phiên bản tiền nhiệm 955 đâu, vì ở trên phiên bản 955 cũng được trang bị về màn hình cảm ứng mà. Nhưng cá nhân mình thấy rằng thì cái cảm ứng ở trên phiên bản 965 này thì mình thấy rằng là nó mượt hơn một chút so với ở phiên bản tiền nhiệm 955. Đây chỉ là cảm nhận của mình thôi. Và với việc được trang bị cái phần màn hình cảm ứng này còn đi song song với việc là 5 phím cơ truyền thống đến từ thương hiệu Garmin thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc là điều khiển trên chiếc đồng hồ này trở nên đa dạng hơn và dễ dàng hơn dành cho những người mới bắt đầu. Và với những vật liệu trên thì nó mang lại một trọng lượng rất nhẹ cho chiếc đồng hồ này, bao gồm cả dây là chỉ có 53 gram mà thôi. Với trọng lượng nhẹ như vậy thì nó sẽ mang lại một cảm giác đeo rất thoải mái khi các bạn đeo hàng ngày để theo dõi về sức khỏe này, hay là khi các bạn đi ngủ cùng với chiếc đồng hồ này luôn. Và thậm chí là ngay cả khi các bạn vận động ở cường độ cao trong một khoảng thời gian dài thì cũng rất là thoải mái nhá. Cùng nhìn về phía sau thì dễ dàng thấy rằng thì đây vẫn sẽ là cái chip cảm biến đo nhịp tim thế thứ tư thôi. Nó cũng khá tương đồng khi mà so sánh với ở trên phiên bản 955. Và mình cũng đã có một bài trải nghiệm thực tế về khả năng đo nhịp tim này rồi. Thế hãy cùng mình bài trải nghiệm ngay bây giờ. Chúng ta cùng đến với bài trải nghiệm về khả năng đo nhịp tim của Frontrunner 965 nhé. Tại đây thì mình đã so sánh trực tiếp với cả Frontrunner 265S và dây đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Polar là OH1 Plus. Ở đây thì chúng ta sẽ có dây đo nhịp tim chuyên dụng OH1 Plus sẽ có là màu xanh dương, 965 sẽ là màu tím này và 265S sẽ là màu nâu. Và trên bản biểu đồ này thể hiện thì cả ba thiết bị này có khả năng đo nhịp tim với độ chính xác và tương đồng khá là cao. Như các bạn thấy này, khi mà lên thì đều lên, mà khi xuống thì đều xuống. Có những thời điểm thì chúng hoàn toàn tương đồng với nhau luôn. Và nếu mà có sai số chỉ rơi vào khoảng một vài đơn vị mà thôi. Và thì điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và chúng ta cùng nhìn phía bên dưới nhé. Thì ở đây thì nhịp tim trung bình của Polar sẽ là 161,1 này. 965 thì sẽ là 162,3. Và 265S sẽ là 161,93, gần như là có tính tương đồng rất cao. Và để có một cái nhìn khái quát hơn thì mình cũng sẽ có một bài trải nghiệm với cả một thiết bị đo nhịp tim chuyên dụng khác nữa đến từ thương hiệu Garmin, đó chính là dây đo nhịp tim HRM Pro. Ở đây thì cũng sẽ dựa vào mặt biểu đồ này thì chúng ta sẽ có là 265 sẽ là màu tím này, 965 sẽ là màu nâu và dây đo nhịp tim chuyên dụng của HRM Pro của Garmin ấy thì là màu xanh dương. Ở trên bản biểu đồ này cũng đang thể hiện là khả năng đo nhịp tim của ba thiết bị này có tính tương đồng rất là cao. Đó, khi tăng thì cùng tăng, khi giảm thì chúng cũng cùng giảm. Đó. Đó, có những thời điểm mà nó san sát nhau luôn này. Sai lệch chỉ rơi vào khoảng là một vài đơn vị mà thôi. Chúng ta cùng nhìn phía bên dưới để xem về nhịp tim trung bình nhá. 265 thì sẽ là 162,94. Còn ở trên 965 sẽ là 163,07. Còn ở trên dây đo nhịp tim chuyên dụng của HRM Pro thì sẽ là 162,57.
Đó, có tính tương đồng rất là cao. Và điều này chứng minh cho cái việc là khả năng đo nhịp tim ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 có độ chính xác rất cao khi so sánh trực tiếp với cả hai dây đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Garmin và Polar nhé. Qua bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là khi mình so sánh trực tiếp ở trên phiên bản 965 khi mà với phiên bản là 265 cũng như là dây đo nhịp tim chuyên dụng đến từ thương hiệu Polar là OH1 Plus thì khả năng đo nhịp tim ở trên những dòng sản phẩm này có độ chính xác rất là cao và gần như là tương đồng nhau nhé. Và điều này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là những cái tính năng theo dõi hoạt động hàng ngày và sức khỏe ở trên phiên bản Forerunner 965 trở nên chính xác hơn. Cụ thể là với những chỉ số như là về kiểm soát lượng calo tiêu thụ này, mức độ căng thẳng này, pin cơ thể này, giấc ngủ chuyên sâu hay thậm chí là cả về cái chỉ số loại độ biến thiên của nhịp tim là chỉ số HRV đấy. Ngoài ra thì trên dòng sản phẩm này cũng được trang bị thêm một tính năng mà mình rất thích, đó chính là tính năng về ảnh chụp cơ thể. Về tính năng này nó sẽ cho chúng ta biết được là bốn chỉ số quan trọng trong cùng một thời điểm, đó chính là chỉ số về nhịp tim này, nồng độ oxy trong máu SpO2, mức độ căng thẳng và nhịp thở nhá, để giúp chúng ta có thể hiểu rõ được thể trạng cơ thể ở thời điểm đó đang như thế nào. Một tính năng hay nữa đó chính là tính năng về chỉ số sẵn sàng luyện tập hay gọi là training readiness. Một tính năng này thì nó sẽ dựa vào những hoạt động trong ngày của các bạn này, như là về mức độ căng thẳng này, rồi về giấc ngủ của các bạn để đưa ra một cái thang điểm số từ 0 cho đến 100. Thì tại đây thì đồng hồ sẽ đánh giá rằng là nếu chỉ số đấy nó cao ấy, thì đồng hồ sẽ gợi ý cho các bạn là hôm nay nên luyện tập. Còn nếu mà nó thấp thì nên đề xuất cho các bạn là nên nghỉ ngơi trong ngày hôm nay nhá. Có thể thấy rằng là với những chỉ số trên thì với chiếc đồng hồ Forerunner 965 đang cho người dùng hiểu rõ hơn về thể trạng cơ thể của họ và cho họ biết là hôm nay nên làm gì và có thể đưa ra được một cái kế hoạch cụ thể trong ngày hôm nay. Tiếp đến là về phần tập luyện thể thao nhé. Thì trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 này cũng được trang bị rất nhiều các môn tập luyện thể thao khác nhau từ trong nhà cho đến ngoài trời như là về chạy bộ này, đạp xe, bơi lội, ba môn phối hợp, gym và yoga. Và nó không chỉ đơn thuần là theo dõi hoạt động của các bạn ở thời điểm đó đâu, mà chiếc đồng hồ này còn có thể đưa ra những cái phân tích về dữ liệu nữa. Cụ thể là với những cái công cụ như sau. Đầu tiên đó chính là chỉ số VOMax. Với chỉ số này thì đồng hồ sẽ đưa ra được một cái thang điểm cho các bạn biết được là các bạn đang ở thể lực như thế nào. Và dựa vào cái thang điểm đó thì đồng hồ sẽ tính toán được là khoảng thời gian các bạn hoàn thành trong các cự ly rơi vào khoảng từ 5 này, 10, 21 hay thậm chí là 42 km trong khoảng thời gian là bao nhiêu. Thứ hai đó chính là về phân tích luyện tập trong vòng 7 ngày gần nhất hay là tải luyện tập trong vòng 4 tuần gần nhất. Thì từ đây thì đồng hồ có thể đưa ra các cái gọi là đánh giá là các bạn luyện tập trong khoảng thời gian vừa qua là tốt hay là xấu. Nếu tốt thì các bạn nên duy trì, còn nếu mà không tốt thì chúng ta nên thay đổi để có thể được cái hiệu quả luyện tập tốt nhất nhé. Thứ ba đó chính là về thời gian phục hồi. Đây là một tính năng khá hay khi mà đồng hồ có thể tính toán là các bạn nên nghỉ ngơi trong khoảng thời gian là bao nhiêu để thể trạng của cơ thể có thể phục hồi được tốt nhất nhé. Và thứ tư đó chính là về chiếc định vị độc lập. Trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 này cũng được trang bị cái công nghệ định vị là đa băng tần GNSS. Đây chính là công nghệ định vị tốt nhất của Garmin ở thời điểm hiện tại, khi mà nó có thể kích hoạt toàn bộ những cái chiếc định vị như là về GPS này, GLONASS này, Galileo và bắt đầu trong cùng một thời điểm, nhằm phục vụ cái việc là chúng ta có thể theo dõi hoạt động ngoài trời trở nên chính xác hơn, thậm chí là cả trong những cái nơi mà có nhiều vật cản ở trên đầu như là chạy trong rừng này, có nhiều cây cối này, hoặc là ở những nơi có nhiều nhà cao tầng đi chăng nữa, thì với cái công nghệ này vẫn sẽ hỗ trợ cho việc là bắt tín hiệu rất là tốt nhá. Và để có một cái nhìn khái quát và chi tiết hơn thì hãy cùng mình đến với bài trải nghiệm về khả năng định vị của chiếc đồng hồ này ngay bây giờ. Ok, và đây chính là bài trải nghiệm về khả năng theo dõi hoạt động ngoài trời ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 nhé. Tại đây thì mình đang so sánh với cả ba thiết bị khác, đó chính là chiếc đồng hồ Epic Gen 2 này, rồi Forerunner 265S này và cả điện thoại thông minh của mình thông qua ứng dụng Strava nữa. Và như các bạn thấy là cái phần khoảng cách đo được ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 sẽ là 11,13 km này. Còn ở trên Strava của mình sẽ là 11,11 này. Epic Gen 2 sẽ là 11,15 này. Và 265S sẽ là 11,14 như các bạn thấy đấy. Thì gần như là gần như là bốn thiết bị này thì đúng hơn thì nó có độ chính xác khá là cao khi mà nó chỉ lệch có một vài đơn vị mà thôi. Thì điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được nhá. Và để có một nhìn khái quát hơn thì chúng ta sẽ cùng xem là cái phần biểu đồ này nó thể hiện như thế nào. Đây chính là bản đồ đo được của Strava này. Còn đây chính là bản đồ đo được của ba thiết bị đến từ thương hiệu Garmin là Forerunner 965 này, 265S và Epic Gen 2. Như các bạn thấy này, đó, điểm đầu và điểm cuối trên đường đi cũng như là đến điểm kết thúc hoàn toàn tương đương nhau với cả cái bản đồ mà trên Strava đã vẽ lại. Đó, rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhìn sâu hơn nhé. Như các bạn thấy là ở trên 965 sẽ có màu nâu này, Epic Gen 2 màu tím và 265S sẽ là màu màu xanh đấy. Thì mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn đường vẽ của ba thiết bị này. Đó, đường vẽ rất đẹp và gần như là nó đi đúng cái cung đường chính mình đi, nó không bị chớm ra ngoài. Đấy, chỗ đoạn này có một chớm ra ngoài có thể mình đi quá sát thôi.
Đó, đường vẽ rất đẹp và chi tiết, đi đúng lòng đường luôn. Đó. Ok. Và qua bài trải nghiệm này có thể thấy rằng là khả năng theo dõi hoạt động ngoài trời ở trên chiếc đồng hồ Phoner 965 với những chiếc định vị độc lập như vậy hoạt động rất là tốt nhé. Qua bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là khả năng định vị ở trên chiếc đồng hồ Phoner 965 này có độ chính xác rất cao khi mà chúng ta đã so sánh trực tiếp với cả Strava trên điện thoại thông minh của mình. Ngoài ra thì trên chiếc Phoner 965 này còn được trang bị thêm những tính năng là một cái phiên bản nâng cấp ở trên phiên bản 955, đó chính là về những cái chỉ số chuyên sâu khi các bạn chạy bộ, về động lực học chạy bộ. Tại đây thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số liên quan đến việc là thời gian tiếp đất cân bằng này, rồi cuồng chân này, chiều dài sải chân này, dao động dọc và dao động ngang. Đây là những chỉ số để giúp chúng ta có được một cái form chạy chuẩn xác nhất và chính xác nhất nhá. Và thậm chí là cả về lực nữa thì ở trên chiếc đồng hồ này cũng thể đo được cái lực của các bạn khi mà chạy bộ. Cái hay ở đây là những cái chỉ số đó ngày trước ý, thì các bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để mua thêm những cái cảm biến như là về Run Dynamic Sport này, hoặc là dây đo nhịp tim HRM Pro hoặc là Pro Plus thì mới có thể có được những chỉ số đó. Thì thời điểm hiện tại thì tất cả chỉ số này đã được trang bị trên chiếc đồng hồ này rồi. Vậy nên thì các bạn sẽ có thể tiết kiệm được một khoản tiền rơi vào khoảng là trên dưới 3 triệu đồng mà vẫn có thể có được những cái chỉ số mà các bạn mong muốn nhé. Ok, để có cái nhìn khái quát hơn về khả năng đo được cái chỉ số động lực học và công suất ở trên Forerunner 965 thì mình sẽ có một bài trải nghiệm nho nhỏ, đó chính là so sánh giữa khả năng đo ở trên 965 với cả dây đo nhịp tim HRM Pro. Đây là một cái dây đo nhịp tim có thể đo được cả nhịp tim này, động lực học chạy bộ và công suất nhé, với được cái độ chính xác rất là cao và đã được kết nối ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 25 Music đây rồi. Thì chúng ta sẽ cùng kéo dưới để xem này. Với những cái chỉ số về động lực học chạy bộ thì đang có ở đây ở trên Forerunner 965 nhé, như chiều dài sải chân này, với công suất này, độ nảy cơ thể này, thời gian tiếp đất này, rất đầy đủ. Mà tuy nhiên cái quan trọng nhất chúng ta muốn xem đó chính là nó có chính xác hay không khi so trực tiếp với cả một cái cảm biến đo chuyên dụng về những chỉ số này. Chúng ta sẽ cùng kéo dưới để xem nhé. Dễ dàng có thể thấy rằng là có một chút sai số ở đây khi mà so sánh phần công suất. Công suất trung bình của 965 sẽ là 292 này, tối đa sẽ là 439W, còn ở trên HRM Pro sẽ là 304W, còn ở về tối đa sẽ là 494W nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có thấy nó có một chút sai số giữa 965 và dây đo nhịp tim rơi vào khoảng 10%. Còn về động lực học chạy bộ này thì chúng ta sẽ cùng xem các chỉ số như là về bước chân ở mỗi phút ở trung bình sẽ là 163, đây cũng là như vậy. 176 với tối đa thì sẽ là 1,4 này. Chiều dài sải chân sẽ là 0,97 m. Còn ở trên cái dây đo nhịp tim là 0,98 m. Gần như là rất là tương đương nhé, nó chỉ sẽ lệch có một chút nữa thôi. Còn tỷ lệ nữa cũng như vậy. 9,0 và 9,1 này. 8,7 về độ nảy trung bình cơ thể này. Thì đây là 9,2. Thì sai số rơi vào khoảng 5%. Rồi thời gian trung bình tiếp đất này thì là 278, thì đây là 284. Nhìn chung thì qua bài trải nghiệm này có thể thấy rằng là khả năng đo về động lực học chạy bộ cũng như là công suất ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 thì vẫn sẽ có một chút sai số khi mà so trực tiếp với cả dây đo nhịp tim chuyên dụng hoặc là về HRM Pro nhé, vì đây là một cái thiết bị chuyên dụng để đo được cả cái động lực học chạy bộ và công suất rồi. Điều này cho thấy rằng là nếu như các bạn muốn tìm kiếm một thiết bị để có thể đo được chỉ số này, để có thể đo được những chỉ số này mà có độ chính xác cao thì các bạn có thể mua thêm những cái dây đo nhịp tim HRM Pro hoặc là HRM Pro Plus thì sẽ có được chỉ số chính xác lên tới là 100%. Còn nếu như các bạn không chỉ cần những cái chỉ số này thôi mà không cần độ chính xác quá cao, rơi vào khoảng 90% trở lên thì mình thấy rằng là Forerunner 965 cũng thể đáp ứng được điều này nhá. Thì nó sẽ giúp các bạn có thể tiết kiệm được rơi vào khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Cùng với đó thì ở trên chiếc đồng hồ này còn được trang bị thêm một cái công cụ có tên là Stamina hay gọi là sức chịu đựng. Với cái công cụ này sẽ cho chúng ta biết được là thể lực của các bạn còn là bao nhiêu trong cái thời gian thực khi các bạn chạy bộ nhá. Và từ đây thì chúng ta có thể hiểu rõ được về cơ thể của chúng ta và các bạn có thể sẽ biết được là nên bung sức ở khoảng thời gian nào để có thể hoàn thành được cái cự ly các bạn đang chạy. Phần tiếp theo là về các môn hoạt động trong nhà. Với Forerunner 965 thì cũng hỗ trợ rất nhiều các môn tập luyện trong nhà như là về nhảy dây này, chạy máy này, gym, cardio, pilates và yoga. Và tất nhiên là mình cũng đã có một bài trải nghiệm thực tế cùng với chiếc đồng hồ này rồi, với ba môn tập luyện như là về chống đẩy này, nhảy dây này, gym này và cả chạy máy nữa. Và hãy cùng mình đến với bài trải nghiệm ngay bây giờ. Ok, chúng ta cùng đến với phần trải nghiệm trong nhà về môn tập gym của chiếc đồng hồ Forerunner 965 nhé. Ở đây thì hai môn gym thì mình sẽ có hai môn chính, đó chính là môn nằm ghế đẩy tạ và môn chống đẩy. Và chúng ta sẽ cùng nhìn hình ảnh đầu tiên. Như các bạn thấy thì đây chính là số lần lặp của hiệp đầu tiên mình tập này.
Đó, ở trên 965 đến rất chính xác, đến tới tuyệt đối luôn đấy, là 100% luôn đấy. Là mình cũng đã đếm nhầm ở cái hiệp vừa rồi, mình tập số lần lặp là 10, thì ở trên 965 cũng thể hiện là 10. Ở trên 25m thì cũng là 10 nhá. Đây chúng ta sẽ có cái màn hình dữ liệu này thì có thể nhìn thấy là có những cái thông tin như về nhịp tim của mình ở thời điểm đó này, rồi cái thời gian của hiệp này, tổng carry trong quá trình tập luyện này và thời gian hiện tại, rất chi tiết và chính xác. Chúng ta cùng đến với môn thứ hai, đó chính là về môn chống đẩy đi. Thì ở đây thì cả hai chiếc đồng hồ này làm cũng rất tốt, khi mà cái số lần lặp ở trong cái hiệp này của mình đếm nhẩm đúng là 20 thì đồng hồ cũng đếm lại cho mình chuẩn là 20 luôn. Chúng ta cũng sẽ có những cái thông số như vừa nói ở phần trên, đó chính là về nhịp tim này, rồi tổng carry tiêu thụ và thời gian của hiệp đấy. Rất chi tiết và có độ chính xác lên tới 100% luôn. Cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên thì đó vẫn chưa phải là cái thứ làm mình ngạc nhiên nhất đâu. Mà khi đồng bộ thông tin lên trên cái hệ sinh thái Garmin Connect ấy, thì cả 965 cũng như là cả 25S còn làm mình ngạc nhiên hơn nữa ở cái phần đó chính là như các bạn thấy này, đồng hồ này có thể nhận diện được cái môn mà mình tập luôn. Đó, đấy chính là môn nằm ghế đẩy tạ ở mỗi một hiệp này mà mình hoàn toàn không điều chỉnh một cái nào nhá. Đây chính là cái khả năng tự nhận diện được cái môn tập luyện dựa vào cái thao tác của các bạn, cái cử động của tay ấy, mà đồng hồ có thể nhận diện được cái gọi là cái môn mà các bạn tập để xác định được là nhóm cơ chính cũng như là nhóm cơ phụ được hưởng lợi từ bài tập. Đây sẽ là một cái rất là ấn tượng đối với mình, bởi vì mình hoàn toàn không điều chỉnh bất cứ một cái gì nhá, mà đồng hồ có thể nhận diện được là với tư thế như thế, với hành động như thế thì nó có thể biết được là mình vừa làm cái môn gì. Đó. Và cũng như ở cái phần này luôn này. Đó. Bốn hiệp cuối cùng mình làm chống đẩy thì nó sẽ có cho mình nhận diện luôn là cái môn chống đẩy luôn và mình hoàn toàn không sửa chữa gì nhá. Và trên cái bảng khi đồng bộ lên Garmin Connect thì các bạn có thể xem lại một cách rất là chi tiết ở mỗi hiệp thì các bạn đẩy bao nhiêu lần. Đẩy 15, 10, 10, 10. Với số trọng lượng của tạ là bao nhiêu này. Đó, rất chi tiết để các bạn có một cái nhìn chi tiết và khái quát hơn. Và với môn tập luyện về gym này thì mình thấy rằng là cả trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 cũng như là ở trên 25S đều làm rất là tốt nhé, khi có thể theo dõi được cái môn tập luyện rất là chính xác này và kể cả những thông số nữa. Ok, chúng ta cùng đến với bài trải nghiệm về chạy máy ở trong nhà ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 nhé. Như các bạn thấy thì mình cũng đang so sánh trực tiếp với cả ở trên chiếc đồng hồ là 25S luôn. Và cái khoảng cách đo được ở trên phần máy chạy ấy, thì sẽ là 5,86 km. Còn ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 thu về là 5,86 km này. Còn ở trên 265S thì sẽ là 5,87. Điều này chứng minh rằng là cái khả năng đo về cái khoảng cách khi mà chạy bộ trên máy ở trên 965 có độ chính xác rất cao. Đó, như các bạn thấy là độ chính xác lên tới 100% mà luôn. Mặc dù là không có GPS nhé, bởi vì ở trong nhà sẽ không có GPS mà. Nó sẽ dựa vào cái đánh tay của bạn này và cũng như là dựa vào cái chip cảm biến con quay hồi chuyển được trang bị trên cả hai cái chip này để có thể thu được cái chỉ số chính xác đến như vậy. Và đây cũng sẽ là một bài trải nghiệm chứng minh cho cái việc là khả năng đo được cái khoảng cách khi chạy trên máy ở trong nhà ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 và ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 265S có độ chính xác rất là cao. Ok, chúng ta cùng đến với bài trải nghiệm về nhảy dây ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 nhé. Và qua những cái thông số mà cả hai chiếc đồng hồ này mang lại thì mình thấy rằng là nó có độ chính xác rất là cao. Khi mà mình nhảy tổng sẽ là 30 vòng và ở mỗi vòng mình nhảy là 100 lần thì tương đương với việc là 30 nhân 100 thì sẽ bằng 3.000 lần nhé. Thì cái số lần cung cấp ở trên chiếc đồng hồ 965 thì sẽ là 3.011 lần. Nó lệch hơn so với cái lần mình đếm nhầm sẽ là khoảng 11 cái đơn vị thôi. Còn ở trên 265S thì sẽ là 3.014 này, thì lệch lên tới là 14 lần. Còn tuy nhiên thì cái phần vòng này, này thì nó sẽ có một chút sai số bởi vì là mình thấy là trên 965 đang tính là 33, còn ở trên 25m thì chính xác tuyệt đối luôn, đúng là 30 vòng luôn. Thì điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái đồng hồ 965 ấy thì mình đeo ở bên tay phải và ở mỗi một vòng nghỉ thì mình có dừng lại và mình lấy cái khăn mặt để lau mồ hôi ấy, thì có thể là khi mình làm cái động tác đó thì đồng hồ nó quá là nhạy và nhận diện được có thể là mình đã vừa nhảy và kết thúc vòng. Vậy nên nó sẽ có một chút sai số ở phần vòng này nhá. Thì có thể là do cái tác động bên ngoài mà thôi. Còn ở trên chiếc đồng hồ 25S thì mình đeo ở bên tay trái và với tay trái này thì mình gần như là không tác động hoặc là làm cái gì trong quá trình tập luyện cả. Vậy nên thì nó đo cực kỳ chính xác về số vòng này luôn. Còn nếu như mình nghĩ rằng là với 965 nếu mà mình đeo ở bên tay trái thì con số nó sẽ tương đương như ở trên 265 mét mà thôi. Và điều này chứng minh cho thấy rằng là với chiếc đồng hồ Forerunner 965 và kể cả chiếc đồng hồ là Forerunner 265S đại diện là hai Forerunner 265 series đi thì nó cũng có khả năng theo dõi được hoạt động về nhảy dây ở trong nhà với độ chính xác rất cao nhé.
Qua bài trải nghiệm vừa rồi, có thể thấy rằng là với những thông số mà trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 này mang lại với độ chính xác rất là cao nhá. Ở các môn như là về chạy máy hoặc nhảy dây này, đặc biệt nhất đó chính là về cái môn tập luyện về gym và chống đẩy đấy. Các bạn có thể thấy rằng là những cái gì mà đồng bộ ở trên cái hệ sinh thái Garmin Connect thì đồng hồ đã có thể nhận diện được ngay cái động tác mình đang tập và giúp cho Garmin Connect có thể phân tích được là cái nhóm cơ chính và nhóm cơ phụ được hưởng lợi từ bài tập của mình. Và đây cũng sẽ là một cái ưu điểm rất tốt của chiếc đồng hồ Forerunner 965 để hỗ trợ cho việc là tập luyện trong nhà nhé. Hơn thế nữa là và cũng giống như là ở trên cái phiên bản 955 thì với 965 thì cũng có thể khai thác được hệ thống bài tập trong nhà ở trên hệ sinh thái Garmin Connect với những bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu với những môn như là về cardio này, gym này, yoga này, pilates. Và tại đây thì các bạn có thể đồng bộ trực tiếp các bài tập đó trực tiếp lên chiếc đồng hồ này nhé. Thì các bạn có thể tập luyện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hoàn toàn độc lập cùng với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có những bài tập là chúng ta nên làm gì này và có cả động tác mô phỏng nữa thì giúp các bạn tập luyện tốt hơn và chính xác hơn. Tiếp đến là về gốp nhé. Với chiếc đồng hồ Forerunner 965 này thì cũng được trang bị khá nhiều những tính năng để hỗ trợ về gốp. Đặc biệt nhất đó chính là được trang bị lên tới là 42.000 sân gốp trên toàn thế giới cho các bạn biết được cái địa hình cụ thể của cái sân các bạn đang chơi cũng như là phần nguy hiểm phía trước như là về hồ nước này, hố cát này và biết được cả vị trí các bạn đang đứng cho đến vùng xanh là bao nhiêu xa này. Ngoài ra thì còn có thêm một vài các cái tính năng công cụ khác để hỗ trợ như là về cái thông số về hướng gió này, rồi tốc độ của gió này và kể cả là trong những cái hố dogleg là những hố chân chó đấy thì các bạn sẽ không thể nào nhìn được vùng xanh. Thì với tính năng pinpoint ở trên chiếc đồng hồ này cũng có thể hỗ trợ được cho việc là xác định được phương hướng cụ thể và chính xác nhé. Một cái điểm cộng nữa đó chính là trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 này cũng có khả năng kết nối được với những chip cảm biến như là cảm biến đầu gậy CT10 cho các bạn biết được là về thông số của mỗi cú đánh có độ chính xác là bao nhiêu. Với những cái thông số này cũng như là công cụ ở phía trên thì có thể thấy rằng là Forerunner 965 cũng đang là một trong những chiếc đồng hồ hỗ trợ chơi golf tốt nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Tiếp đến là về phần bản đồ, thì ở trên chiếc đồng hồ Forerunner 965 này cũng được trang bị một hệ thống bản đồ trên toàn thế giới rất là chi tiết. Cùng với khả năng điều hướng rất là tốt này, thì nó sẽ giúp các bạn khi mà đi khám phá những cái địa điểm mới, có thể tìm kiếm được những cái cửa hàng tiện lợi này, rồi cây ATM rút tiền này, rồi trường học hay thậm chí là đường phố và kể cả bệnh viện nữa, thì chiếc đồng hồ này cũng có thể làm được điều đó. Một cái điểm cộng nữa khi mà so sánh trực tiếp ở trên phiên bản 965 với cả ở trên phiên bản 955 đó chính là về phần màn hình cảm ứng AMOLED thì nó sẽ nâng cao cái trải nghiệm khi các bạn sử dụng bản đồ rất là nhiều nhé. Về tính năng thông minh thì với Forerunner 965 đều có thể kết nối được với cả hệ điều hành là iOS và Android thông qua một ứng dụng có tên là Garmin Connect. Với ứng dụng này thì nó sẽ giúp cho việc là có thể thông báo cuộc gọi đến này, tin nhắn đến này và đồng bộ hoạt động trong ngày, giúp các bạn có một cái nhìn chi tiết hơn và khái quát hơn. Với bộ nhớ trong lên đến là 32GB thì nó sẽ hỗ trợ cho việc là lưu trữ nhạc trực tiếp lên chiếc đồng hồ này rơi vào khoảng 1.000 bài hát hay là các bạn có thể kết nối với Wi-Fi để stream nhạc trên các nền tảng trực tuyến như là Spotify này hoặc Deezer để hỗ trợ cho việc là các bạn có thể đi tập ngoài trời như là chạy bộ hoặc đi đến phòng gym mà muốn nghe nhạc thì không cần phải mang theo điện thoại nữa nhé. Thời gian sử dụng pin của chiếc đồng hồ Forerunner 965 cũng là một cái ưu điểm cực kỳ mạnh của chiếc đồng hồ này khi mà so sánh với các sản phẩm khác trên thị trường. Khi mà một chiếc đồng hồ sử dụng màn hình AMOLED với độ phân giải cao như thế này mà có thể sử dụng lên tới là 23 ngày trong chế độ thông minh với một lần sạc nhé. Và về GPS thì có thể rơi vào khoảng được 30 giờ liên tiếp. Và tất nhiên thì nó còn tùy thuộc vào cái công cụ và cũng như là tính năng các bạn sử dụng nữa. Thì để có một cái nhìn chi tiết và khái quát hơn thì mình sẽ để một cái bảng ở đây để các bạn có thể dễ dàng mà theo dõi nhé. Và vừa rồi là một vài thông tin về chiếc đồng hồ Forerunner 965, một sự nâng cấp hoàn hảo ở trên phiên bản 955 cũng như là 955 Solar với màn hình AMOLED với độ phân giải cao mà màn hình cảm ứng rất là nhạy nhá, đi kèm với những tính năng chuyên sâu để nâng cao trải nghiệm của các bạn khi mà chạy bộ. Đây sẽ là một chiếc đồng hồ rất phù hợp đối với những ai đang muốn rất nghiêm túc về quá trình luyện tập này cũng như là đang muốn luyện tập về triathlon như kiểu là ba môn phối hợp chẳng hạn thì đây sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp nhé. Sản phẩm này thì sẽ lên kệ của chúng mình trong khoảng thời gian sắp tới thôi. Thì hãy cùng đón chờ những thông tin mới nhất ở trên website của antien.vn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.